Tỉnh nguyện ngày 4 tháng 1. Ta muốn con học một thói quen mới. Hãy tập nói: Thưa Chúa Giêsu, con tin Ngài. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào xảy ra với con, nếu có thời gian, con hãy suy ngẫm về Ta, Đấng có tất cả uy quyền và vinh quang thiên thượng. Hãy chiêm nghiệm về chiều sâu và bề rộng của tình yêu vĩ đại Ta dành cho con. Quen đơn giản này sẽ giúp mắt con thấy được Ta trong mọi hoàn cảnh, giúp tâm con công nhận Ta là Đấng chủ tể của toàn vũ trụ. Khi con nhìn nhận mọi việc theo cách này, dưới ánh sáng của sự hiện diện bao trùm khắp vũ trụ của Ta, sự sợ hãi sẽ rời xa con. Khi con khẳng định niềm tin của con nơi Ta trong bất kỳ hoàn cảnh nào, những nghịch cảnh sẽ trở thành cơ hội để tăng trưởng thuộc linh. Với lòng biết ơn, con sẽ nhận lấy vô vàn ơn phước tuôn tràn từ bàn tay ân điển của Ta. Việc con luôn khẳng định niềm tin và sự nương cậy nơi Ta sẽ khiến mối tương giao của chúng ta trở nên mạnh mẽ và giúp con luôn gần bên Ta. Xin cho con nhìn xem Chúa trong nơi thánh, chiêm ngưỡng quyền năng và vinh quang của Ngài. Này, Đức Giê-hô-va sẽ đến trong quyền năng, Ngài dùng cánh tay Ngài mà cai trị. Này, sự ban thưởng Ngài ở với Ngài, sự báo trả Ngài ở trước mặt Ngài. Ngài sẽ chăn bày mình như người chăn chiên, tập hợp các chiên con trong cánh tay mình và ẵm chúng vào lòng, nhẹ nhàng dẫn các chiên cái đang cho con bú. Con sẽ đi đâu xa thần Chúa? Con sẽ trốn đâu khỏi sự hiện diện của Ngài? Nếu con lên trời, Chúa ở tại đó. Nếu con nằm dưới âm phủ, kìa, Chúa cũng có ở đó. Nếu con chắp cánh hừng đông bay qua tận cùng biển cả, tại đó tay Chúa cũng sẽ dẫn dắt con, tay phải Chúa sẽ nắm giữ con. Nguyện xin mỗi một con dân Chúa đều tận hưởng sự bình an trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời là Chúa chúng ta. Hallelujah. Cảm tạ ơn Chúa.